gửi con gái yêu của mẹ Mai Thanh Vân. Thấm thoát, thời gian trôi nhanh quá. Mới đây mà con gái của mẹ tròn 1 tuổi rồi. Cái ngày mà mẹ hay trong người của mẹ có mang một sinh linh bé bỏng, mẹ rất lo, mẹ sợ. Mẹ thấy rằng ba thì lớn tuổi và có bệnh, hai anh thì còn đi học. Mẹ không biết mình có thể lo cho con, chăm sóc con đàng hoàng hay không. Mẹ hiểu Chúa đã ban con đến cho gia đình, ban một niềm vui, niềm hạnh phúc cho gia đình nhỏ này. Trong suốt 9 tháng mang thai, mẹ rất mệt mỏi, mẹ mất ngủ suốt. Cho con cứ đạp, cứ gò, cứ chằn, ba và hai anh luôn đồng hành cùng mẹ. Mất ngủ thì cứ mất ngủ, đau thì cứ đau, nhưng cả gia đình đều đồng hành với mẹ để chờ con ra đời. Và cái ngày mong chờ cũng đã đến. Trong phòng mổ, mẹ được nghe tiếng khóc đầu đời của con. Mẹ đã khóc vì hạnh phúc và sung sướng. Mệt mỏi, những cái đau đớn của mẹ đều biến mất hết. Trong suốt 12 tháng này, ba, mẹ và hai anh thay nhau chăm sóc cho con. Nụ cười của con làm lòng cha mẹ ấm lại. Bao nhiêu cực khổ đều trôi qua hết. Không biết mệt là gì khi thấy con ngày một lớn lên, mạnh khỏe trong tình yêu của ba mẹ và hai anh. Mai Thanh Vân ơi, tên này là do ba đặt cho con, có ý nghĩa là mây trên trời trong xanh. Ba luôn mong ước cho con gái như áng mây cao vời vợi trong xanh, đẹp như bầu trời trong xanh vậy đó. Mẹ biết mẹ không phải là người mẹ hoàn hảo, nhưng mẹ luôn lo lắng và cho các con tất cả tình yêu của mẹ. Mẹ được tận tay mình chăm sóc cho con, nấu cho con từng bữa cháo, lắng cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Đó là niềm hạnh phúc của mẹ. Cảm ơn Chúa đã ban con đến cho gia đình này, ban một niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ đến đây mà không có bất cứ gì có thể thay thế được. Cả gia đình yêu con, hãy sống thật vui và hạnh phúc nhé, con gái của mẹ. Mẹ yêu con. Hôm nay là ngày sinh nhật của gái của ba là bé Vân. Ba chúc con mau ăn trông lớn, khỏe mạnh, vui vẻ. Hôm nay sinh nhật của Thanh Vân, mẹ chúc con gái của mẹ xinh đẹp, mau ăn trông lớn, học giỏi và con là viên kim cương sáng giá nhất của gia đình. Hôm nay sinh nhật bé Vân thì ngay chúc bé Vân mạnh khỏe, mau ăn trông lớn. Hôm nay là sinh nhật của bé Mai Thanh Vân. Ăn ba chúc Vân ăn trông lớn khỏe mạnh. Khi chúng ta yêu kính cha mẹ của mình thì không phải vì cớ họ cho chúng ta tiền, không phải vì cớ họ làm những điều tốt lành cho chúng ta, nhưng chúng ta yêu kính cha mẹ bởi vì trước hết họ thuộc về chúng ta và chúng ta thuộc về họ. Em thay mặt gia đình cảm ơn Hội Thánh, cảm ơn ông bà mục sư quản nhiệm, cảm ơn thầy Vũ, cảm ơn các anh chị trong ban tráng niên, các em thanh niên đã đến chung vui buổi tiệc cảm tạ hôm nay. Và em điều thứ hai em muốn nói lời cảm ơn với ông xã em, là người đã đồng hành với em trong khoảng gần 20 năm nay và người đã cùng em vượt qua rất là nhiều khó khăn cực khổ trong cái cuộc sống này. Khi có một người chồng là luôn san sẻ với mình, đồng hành với mình, ở bên cạnh mình, đặc biệt là an ủi mình, tâm sự mình và dạy dỗ mình nữa chứ. Tất cả mọi người hôm nay đã dự đến dự buổi lễ cảm tạ một điều Chúa ban cho em, một điều một đứa con gái vô cùng là em thực sự vô cùng hạnh phúc. Nó là một viên kim cương trong gia đình của em, nó là một niềm vui lớn to lớn trong gia đình của em mà em không bao giờ em nghĩ em sẽ có một đứa con gái. Em chưa bao giờ suy nghĩ là mình sẽ sanh thêm một bé và được một bé gái. Xin có đôi lời gửi đến với anh chị và em ở đây. Rất là cảm ơn mình sẽ ở trên một đứa con, ba đứa con và một đứa con gái, đó là một niềm hạnh phúc rất là tuyệt vời để có gia đình có một cái sự ấm áp vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn bà xã rất nhiều.
Thank you.